ơi, những cái cô gái bạn người Mông ở Kha Mang của mình quay mặt lại đây xem nào, cho anh xem nào. Nào. Hòa với màu xanh của rừng cây hay những bản nhạc vang lên từ thác nước qua ca khúc Vùng Cao do Xuân Thủy biểu diễn. Những cái vòng em đang đeo nó là bằng gì? À, bằng bạc à? Hả? Em đeo thế nó cảm thấy nó có nặng không? Những cái này là phong tục của mình hay là thế nào? Của mình hay là thế nào? Đấy, những cái vòng như này này. Ví dụ mình có cái vòng như này. Cái này là mình phải làm đặt làm hay là mình tự làm bằng tay của người dân tộc mình? Tự làm bằng tay á? Thế những cái này trị giá của nó là được bao nhiêu em? Em có hiểu về trị giá của nó không? Về cái văn hóa, về cái văn hóa, về cái bản sắc dân tộc thì cái trị giá của nó rất cao rồi, nhưng anh đang muốn hỏi là cái trị giá về của nó về vật chất ấy, nó có thể là tầm khoảng bao nhiêu tiền này chẳng hạn. Thế cái này là em tự mua hay là của gia đình để lại để bây giờ đến bây giờ? Chưa bao giờ anh nhìn thấy cái cô gái Mông mà xinh như này đâu.